Gấp 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 mọi người ơi, gấp rồi, một thông tin chấn động mọi người ơi. Một thông tin chấn động luôn là Kim Linh đã điện thoại trực tiếp cho Annel, nhưng Annel đã bỏ đi đâu rồi? Nghe đâu là Annel đã đi theo một cô bồ nhí rồi. Và bây giờ Kim Linh thì có nhờ đó là liên hệ với dì Mười và Dượng Mười, nhưng mà cái xà lan của Annel bây giờ là Annel không có lái. Đó, bởi vì sao? Bởi vì bây giờ anh Vũ cùng với gia đình của chị Hà Kim Hà yêu cầu rằng là đem chiếc xà lan đó về để họp gia đình và để chia chác tài sản cho rõ ràng. Nhưng mà Annel bây giờ lại đi chơi, nghe đâu là đi theo bồ nhí hay là đi đâu theo ai á, nghe đâu một cô cũng là ba mấy 40 tuổi, chạc chạc là trẻ hơn chị Hà. Đó, nghe đâu là bây giờ anh này đã đi chơi đâu đó rồi và không phải anh này đang lái xà lan nữa, không biết là có cái âm mưu gì đó hay không. Nhưng phải nói với tất cả mọi người là bây giờ cái xà lan đó không dám đậu một ngày ở cái chỗ mà nhà chị Hà nữa, không dám đậu. Đó, mà khi mà gia đình yêu cầu về thì em nói mọi người là anh này lại bỏ đi chơi. Và nghe đâu là có nhờ nha, có nhờ cậu Bảy để đi xà lan chung luôn. Bởi vì cuối năm nghe đâu là cuối năm nhiều hàng. Đó, anh Vũ có gọi thì bị anh Neo này chửi xối xả và nói rằng là cuối năm năm để kiếm tiền để trả nợ. Mà ông bảo đánh xà lan về thì ông có tiền để chung vào đó hay không? Đó, nhưng mà em nói mọi người là họ vẫn đang trốn tránh, không dám đánh xà lan về. Thì không biết là cái xà lan đó nó có cái gì trong đó. Em nói mọi người là nó phải có cái gì đó. Tại sao mà khi gia đình gọi anh này về anh không dám về? Bởi vì anh nói là bây giờ là cuối năm đang chạy hàng cho người ta, đang dồn tiền để trả nợ. Đó là ăn về một ngày đậu ở nhà một ngày thì biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà em hỏi mọi người là kiếm tiền để làm gì? Khi mà Kim Linh với cháu Sơn có nhận được một cái số tiền nào đó từ cái chiếc xà lan đó đâu? Đó, em hỏi mọi người là 10 tháng nay là không có một đồng tiền nào hết. Thì cái tiền đi đâu? Khi mà anh Vũ với mẹ của chị Hà có nói rằng là bây giờ là cái xà lan đó là tài sản chung. Nhưng mà mẹ chị Hà cũng bị chửi luôn. Đó, cái này là cái xà lan này là của tôi. Mà em hỏi mọi người nha, sau cái cuộc gọi để bảo anh Neo đánh xà lan về đó, thì không phải là anh Neo mà chửi anh Vũ và mẹ chị Hà đâu, mà chính mẹ của anh Neo cũng chửi luôn, Dượng Mười cũng chửi luôn. Đó, bây giờ mẹ của anh Neo là lật mặt là cái tài sản này là của vợ chồng tôi để lại. Bởi vì quý vị các bạn nghe thôi gì, là trước đây á, là bố mẹ của anh Neo là có để cho anh một chiếc xà lan nhỏ, nghe đâu 500 tấn. Đó, và chính nhờ cái xà lan nhỏ đó hai vợ chồng đã cày cuốc làm và đã dư ra, và sau đó đã bán cái xà lan đi và sau đó mới đổi lên cái xà lan 800 tấn. Thì bây giờ mà bảo anh đánh xà lan về thì dòng họ bên họ lại gân cổ lên nói là cái tài sản đó là của gia đình tôi. Đó, cái tài sản đó bây giờ do bên tôi là bây giờ mấy người là có cái phận sự gì mà xía vô. Có nghĩa là bây giờ em tin chắc rằng như thế này này, là cái xà lan đó họ không muốn chia, mà có thể là họ đang muốn dành để một mình đi. Bởi vì em hỏi tất cả mọi người chứ bây giờ anh cứ đánh xà lan đi miết thì em hỏi tất cả mọi người là tiền Kim Linh đâu có biết được bao nhiêu tiền, đúng không? Em hỏi mọi người là bây giờ một ngày không gọi, một tháng không gọi, một năm không gọi bao giờ, em hỏi mọi người làm sao biết cái xà lan nó làm ra bao nhiêu tiền? Đó, bây giờ bên gia đình của anh Vũ có nói rồi, bây giờ cái vụ việc của chị Kim Hà là nó chưa kết quả, nhưng mà phải làm rõ cái vấn đề là cái số tiền làm ra là bao nhiêu. Để cho gia đình, em hỏi mọi người là bây giờ cái số tiền một cái vụ việc làm mộ đám ma rồi làm tuần này kia, em hỏi mọi người tiền ở đâu ra? Bên gia đình chị Hà lo từ A đến Z, em hỏi mọi người tiền ở đâu ra? Thì nên bây giờ là cái vấn đề đây là cái người cha là phải có trách nhiệm với con, mà không cần nói thì anh cũng phải tự chủ động. Đó, bây giờ gia đình bên chị Hà là yêu cầu là bây giờ anh đánh chiếc xà lan nó về đi, rồi là hai bên gia đình họp rõ ràng đi, một tháng anh cung cấp cho Kim Linh bao nhiêu, cháu Sơn bao nhiêu tiền. Anh đâu về đâu quý vị, anh nói là cái chuyện này là chuyện cha con của anh, đúng không? Anh Vũ có cái gì mà xía vô? Mọi người thấy có tức không? Bởi vì anh Vũ là anh của chị Kim Hà, mà chị Kim Hà là em ruột của anh Vũ. Mà quý vị còn nhớ cái video mà trước đây mà họp gia đình không? Ông chửi thẳng anh Vũ luôn, ông cái gì mà ông xía vô, mọi người thấy không? Nên là em nói tất cả mọi người, nó phải có cái gì đó. Tại sao họ lại không dám đánh xà lan về? Họ lại không có chia tiền cho Kim Linh. Em hỏi tất cả mọi người chứ một tháng anh gửi cho con 10 triệu, đúng không? Thì có ăn học thoải mái. Nhưng mà không, từ lúc chị Kim Hà mất đến giờ là không có một đồng nào, chỉ có cho 1 triệu cái lúc đi tìm chị Hà thôi. Đó, em hỏi mọi người rằng bây giờ từ lúc chị Kim Hà mất đến nay là bao nhiêu tháng? Hơn 10 tháng rồi, mà bây giờ chưa kết quả. Nhưng mà em hỏi mọi người là bây giờ nếu nó cứ kéo dài nửa năm nữa,
thì Kim Linh với cháu Sơn lấy cái gì mà sống, em hỏi mọi người như thế. Bởi vì là cái tiền mà làm ra đó, đúng không? Dì mười với dượng mới đi cùng ăn neo đó. Thì bây giờ em hỏi mọi người tiền đi đâu hết. Mà bây giờ ăn neo lại còn bỏ đi chơi nữa. Mọi người biết không? Trước đây á là 3 cái tháng á mà ăn neo bỏ đi chơi á, là chị Kim Hà đã cùng với cậu Bảy để lái xà lan. Nhưng mà cậu Bảy đã mất hút khi mà ăn neo quay trở về. Cái vụ việc mà chị Kim Hà bị cái hầy một cái, chúng ta thấy rằng là không thấy cậu Bảy đâu nữa hết. Cậu Bảy đã đi đâu mất tăm mất tích, chúng ta không thấy nữa. Không thể đính chính được là cậu Bảy lái xà lan 3 tháng, cậu cho mọi người biết là trên cả xà lan có cái láp không? Hầu như là cậu này ông ấy không muốn nói ra. Bởi vì sao quý vị? Dù là bên chị Hà có tốt đến đâu thì nó cũng không phải ruột thịt giống như bên ăn neo. Bởi vì bên ăn neo là sao? Là cậu Bảy ruột mà. Chính là bên dòng họ nhà chị Hà có nói là tại sao cái chuyến cuối cùng lại không cho cậu Bảy đi với chị Hà, mà cậu Bảy là cậu Bảy ruột của ăn neo. Ăn neo nói là không, chỉ có hai vợ chồng đi à. Chứ cậu Bảy đi ông lái xà lan ông ấy va quẹt với người ta sao? Bởi vì sao? Cậu Bảy là thương chị Kim Hà, cậu Bảy là hay đứng về phía của chị Kim Hà, nên là hôm đó mà cho cậu Bảy đi thì vướng tay vướng chân, đâu có làm gì được, đúng không? Nên nhưng mà em đang hỏi thắc mắc mọi người như thế này: cái xà lan đã sơn từ màu vàng sang màu xanh, nó đã hết chi phí như vậy rồi, anh nói là anh muốn bán xà lan, anh không muốn làm cái nghề này nữa, bởi vì là vợ anh mất về cái nghề này anh buồn. Rồi em hỏi mọi người là anh buồn như thế nào? Anh buồn mà 3 ngày đầu tiên anh không đi kiếm chị Hà. Người ta hỏi thì anh nói là do anh buồn quá, mà chị Kim Hà báo mộng về là nếu mà anh đi kiếm chị Hà không nổi lên. Em hỏi mọi người chứ cái đời thuở nào mà vợ mình nhảy sông chìm ở dưới đó không biết lý do gì, mà người ta hỏi bảo ủa sao anh không đi kiếm vợ anh? À, vợ tôi nó báo mộng về tôi đi kiếm nó không nổi lên. Em hỏi mọi người đấy là cái lý do gì? Đấy là cái biện minh cho cái sự xảo trá của bản thân mình. Đến bây giờ khi gia đình của chị Kim Hà gọi về là anh nói là anh đi chơi, là anh bận đi công việc, và cậu dượng mời với dì mời là phải chạy thông suốt để kiếm tiền Tết, bởi vì gần đến cuối năm Tết Nguyên Đán rồi, là phải chạy trả hàng thanh toán hàng, mà không biết cái lý do gì đó mà anh không dám đánh xà lan về. Từ cái lúc chị Kim Hà mất đi là dì mời với dượng mời là chỉ có một cái thời gian ấy, là xung đột xảy ra là về thôi, còn lại là không lúc nào về nhà. Cái xà lan đó chỉ 24 trên 24 trên biển, trên sông, không có đậu ở cái chỗ nào mà gia đình chị Hà là biết được hết. Bởi vì là họ hình như là họ sợ rằng là sẽ có người lấy cái chiếc xà lan đó hay sao. Bởi vì em nói tất cả mọi người là bây giờ cái xuồng cào, cái dây xuồng cào, cái cặp bình ắc quy, cái két sắt thỏng nó ở đâu chúng ta không có biết. Bởi vì từ lúc chị Kim Hà mất đi đến ngày hôm nay gia đình chị Kim Hà không có bước lên cái xà lan đó. Quý vị có biết rằng là cái hôm mà chị mẹ chị Hà đến cái xà lan đó, đó thì Kim Linh có vô phòng và thấy két sắt đã được cắt mở tung rồi. Và Kim Linh có chụp rất là nhiều hình lại và đã đem tất cả những cái hình ảnh về cái két sắt đó đưa lên cho các bao xanh. Và ra Kim Linh có nói rằng là bây giờ thì biết là chị Hà ra đi đã là buồn đau rồi, nhưng mà nếu bây giờ mà cứ như vậy mãi á thì sẽ trúng kế của tập đoàn xà lan. Bởi vì em hỏi tất cả mọi người là một chiếc xà lan 8 tỷ đóng mới và bây giờ bán cũ cũng phải được 4 5 tỷ, một cái tài sản nó quá lớn, cả đời người ta làm không có. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người là bây giờ Kim Linh làm như vậy là đúng chứ sao nữa? Phải gọi chiếc xà lan đó về, nói rõ ràng chia bao nhiêu phần trăm, con được bao nhiêu, sơn được bao nhiêu, 1 tháng ba phải gửi về bao nhiêu, đúng không? Tại sao, em hỏi tất cả mọi người, tại sao từ lúc chị Hà mất một cái dượng mời với dì mời giống như ông chủ xà lan vậy? Anh neo đi đâu cũng để cho ông dượng mời và dì mời lái, tiền bạc bao nhiêu cũng là dì mời với dượng mời quản lý. Rồi cái lúc đi kiếm chị Kim Hà mọi người biết không? Không ăn không ngủ 12 ngày đêm, nhưng mà thực chất á là chỉ kiếm có 8 ngày thôi. Còn 4 ngày kia đâu đi kiếm đâu, 4 ngày kia là đâu có đi xà lan đi kiếm. Ăn neo còn nói là 4 ngày đầu tiên là ăn vợ ăn báo mộng là nếu như ăn Tuấn đi kiếm là vợ ăn không nổi lên. Vậy thì dì mời với dượng mời tại sao không ăn không ngủ? Lúc đấy dượng mời dì mời ở đâu? Em hỏi mọi người là từ lúc chị Hà mất một cái dượng mời với dì mời ở đâu? Đã ăn ngủ trên xà lan suốt từ cái ngày đó. Ủa thế tại sao nhà của dì mời dượng mời đó sao không về? Ủa sao mà chị Kim Hà mất đi một cái là dì mời với dượng mời tốt với ăn neo này kinh khủng. Thấy không? Không ăn không ngủ không làm gì hết á, cứ lo dẫn mọi người đi kiếm thì giấc mơ đó. Bởi vì từ lúc chị Kim Hà mất một cái là dì mời với dượng mời là chỗ tài, hết giấc mơ này đến giấc mơ nọ, hết cái kho này đến kho kia, là cứ dòng 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 dòng, cứ ngày sáng chạy đi chiều chạy về, cứ lên cảng Mỹ Thới cào xong lại xuống chỗ kho cám vàng cào. Em hỏi mọi người là cào đến mùa quýt cũng không có. Bởi vì sao? Cái chỗ mà chị Kim Hà hì xuống một cái anh đậu xà lan đó rồi, anh bảo người ta đừng có tìm ở đây, vợ tôi nhảy xuống đây nó phải trôi xuống tút cái kia đó. Khi người ta kiếm ở đó anh bảo là thôi đừng có cào ở đây, vợ tôi nó báo mộng về là tìm cách xà lan này này là 5 cây số. Em mà thấy mọi người khôn không?
Nghĩ sao mà cái xà lan đậu ở đó bảo kiếm cách 5 cây. Ủa ăn kiếm kiểu gì mà ăn đo được 5 cây số? Vậy thì có nghĩa là mọi người đang trúng một cái kế là cứ đi tìm thật xa vô. Nó nhảy chỗ này này, đừng có kiếm ở đây, dòng sông nước chảy làm gì nó nằm ở đây. Chính anh Neo và thằng xà lan cũng nói thế. Là vợ tôi nó nhảy chỗ này thì đi kiếm một cách xa, cách 1-2 cây số, chứ ở đây đâu ra. Nhưng mà khổ cái nỗi khi chị Kim Hà nổi lên là nổi lên đúng chỗ chìm, nổi lên ngay xà lan của anh Neo luôn. Em hỏi tất cả mọi người là cái gì nó đã giữ chị Hà nằm ở đó, nó phải có lý do. Và cái vấn đề tiếp theo là em nói mọi người là Kim Linh với cháu Sơn là đi cái bước này là đúng, vừa làm đơn vừa yêu cầu về để tài sản chia chác là đúng. Bởi vì em hỏi tất cả mọi người chứ bây giờ chị Hà mất đi đâu sống lại được đâu, bây giờ cái công bằng chưa lấy lại được. Nhưng mà tiền bây giờ em hỏi mọi người tiền chi phí một tháng bao nhiêu ở đâu ra, một tháng bây giờ chi phí biết bao nhiêu tiền và anh Vũ phải lo hết. Em hỏi tất cả mọi người là 10 tháng nay nếu mà ăn chu cấp vậy cũng được 100 triệu, mỗi tháng 10 triệu. Hai đứa ăn học một tháng 10 triệu. Nó còn thiếu bao nhiêu anh Vũ bù thôi. Nhưng mà khi mà bảo ăn quay về là ăn nói là không. Xà lan đang chạy hàng đi chở đi Vũng Tàu, chở đi chỗ này chỗ kia để giao cho người ta, không để cho kịp chuyến hàng. Nhưng mà tiền ai tiêu? Kim Linh Chất Sơn có được đồng nào không? Đó, ai nói mọi người là rất là bức xúc. Bởi vì sao? Bởi vì từ lúc chị Kim Hà mất đi tới ngày hôm nay là Kim Linh với cháu Sơn hầu như là không có cái quyền gì trong chiếc xà lan nữa. Bởi vì tiền bao nhiêu đâu biết đâu. Em hỏi mọi người là quyền thì có đấy, mang danh là con ông chủ đấy, nhưng mà có biết cái mặt tiền nó là phải trái ở đâu. Từ hôm đấy chị Hà mất đi có biết 1.000 là nó như nào đâu. Nên là bây giờ anh Vũ với chị Kim Hà và cô Bí Ẩn cũng phải cấp tốc yêu cầu đem xà lan về, không được là phải có cái ý kiến để làm sao để anh đưa chiếc xà lan về. Và phải rõ ràng là bây giờ cái tài sản này là chia chác như thế nào, bao nhiêu phần trăm. Rồi là ví dụ như là chị Kim Hà mất đi rồi thì Kim Linh được chia bao nhiêu tiền, đó cháu Sơn chia bao nhiêu tiền, và cái số tiền này thì anh này phải đóng một tháng là bao nhiêu tiền để chu cấp cho các con. Bởi vì sao quý vị, người mẹ đã không còn nữa thì người cha phải lo cho các con chứ, đời thủa nào còn cha mà bà ngoại phải lo là sao. Ủa sao kỳ vậy đó. Nên là quý vị khán giả hãy góp ý với dưới video này ủng hộ giúp em sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin mới nhất để gửi cho tất cả quý vị khán giả. Và mọi người hãy bình luận ủng hộ giúp em nha, em sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin nóng nhất để gửi cho tất cả mọi người, nên mọi người cứ yên tâm nha. Rồi chào tất cả mọi người. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh và ủng hộ em quý vị nha.